Bây giờ viết chương trình đầy đủ để vẽ một cái ngôi sao. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái loại ngôi sao như thế này. Chúng ta có ngôi sao. Cái này là hôm trước chúng ta đã viết rồi nè. Đó, cái này là số 1 ha. Số 2 của mình là cái dạng này. Mình cũng đã rồi luôn. Bây giờ đến cái số 3. Số 3 là chúng ta ở trên này, khoảng trắng, lật cái tam giác lên. Đó. Rồi, cái số 3, cái số 4. Đó là bốn kiểu tam giác cơ bản. Ha, mình biết cách sử dụng để mình làm. Cái này là kiểu 1. Cái này là kiểu 2. Kiểu 3, kiểu 4. Bây giờ chúng ta làm lại và chúng ta sử dụng menu để chọn. Rồi, sử dụng menu để chọn công việc. Và mỗi tam giác, được viết 1 hàm riêng, một function riêng, thì thầy gọi đó là tam giác 1, tam giác 2, tam giác 3, tam giác 4 ha. Thầy gọi là tam giác 1, tam giác 2, 3, 4. Rồi, mình sẽ copy cái phần trên này cho nó nhanh. Mình sử dụng lại cái phần trên cho nó nhanh. Này thì ai cũng biết rồi, cho nên là chúng ta có thể sử dụng lại. Nhập vào. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa một cái hàm là tam giác 1. Như vậy cái hàm cấu trúc của nó là chúng ta sẽ có kiểu trả về của hàm. Bình thường cái kiểu mà vẽ tam giác á, thì không cần kiểu trả về. Chúng ta thử khai báo kiểu void xem nó như thế nào nhé. Tam giác 1 mở ngoặc. Cái mà chúng ta cần đưa vào cái hàm này cho nó vẽ là độ cao. Độ cao. In h. Như vậy cái h này nè và cái h này là không liên quan gì đến nhau nha. Cái biến h này nó chỉ có giá trị trong cái hàm tam giác 1 thôi. Bây giờ mình thử nè. Tam giác 1 mình cout. Hàm vẽ tam giác 1. Mình thử thôi nha. Mình thử để coi thử nó chạy sao. Rồi bây giờ mình gọi cái hàm tam giác 1. 3. Rồi mình đưa vô đây h cũng được. Coi thì nó chạy không. Vẽ tam giác. Rồi. Không ha, không có lỗi, không có cảnh báo. Bây giờ mình chạy thử coi nó ra gì. H phần 3. Đây, hàm vẽ tam giác 1, tức là nó gọi hàm được rồi đó. Nếu cần thì chỗ này mình vẽ tam giác 1 với độ cao. Cao 2 chấm.
Vẽ tam giác một với độ cao là 5. Được chưa? Như vậy thì các bạn nhìn qua đây, các bạn sẽ thấy là hàm men này là hàm chính nè. Men là chính. Cho nên là khi vào chương trình nó sẽ chạy cái hàm men này trước. Trong hàm men này thì phần này là mình khai báo biến h để mà lấy giá trị độ cao và nhập vào độ cao, cái này thì quen quá rồi. Và đến đây mình gọi cái hàm tam giác 1h. Thì khi mình gọi cái hàm này, tự động nó nhảy lên đây để nó chạy cái đoạn code này. Nếu như chỗ này mà mình không có đoạn code này, ví dụ mình chú thích nó đi, nó sẽ báo lỗi rằng cái hàm tam giác 1 chưa được định nghĩa. Chưa được định nghĩa, nó không biết cái hàm này. Như vậy thì các bạn đã thấy được là cách định nghĩa một hàm và sử dụng hàm chưa? Được chưa nào? Hello. Để được thầy, dạ được thầy. Rồi, các bạn nào không được là lên tiếng ngay nha. Rồi bây giờ mình vẽ cái tam giác một. Tam giác một thì rất là quen thuộc, for int bằng gì nào? Bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn hoặc bằng h. Ở đây là h nha. Y nhỏ hơn bằng h chấm phẩy y cộng cộng. Rồi for int r bằng 1 chấm phẩy r nhỏ hơn hoặc bằng y chấm phẩy ri cộng cộng xuống hàng si ao dấu sao. Rồi sau dòng for này là mình phải, chỗ này phải có đó, thấy chưa, mình không có làm dấu ngoặc là cuối cùng mình muốn thêm là rất là khó đó, phải dài dòng, rất là dài dòng. Sau cái này thì chúng ta phải cout and line để cho nó ngắt xuống dòng cout and line chấm phẩy rồi thiếu một cái dấu xuống dòng, cho nên là chỗ này nó vẽ lên trên xịt xịt and line. Rồi vẽ tam giác một với độ cao 4. Bây giờ tương tự như vậy, mình vẽ tam giác 2. Như vậy vẽ tam giác 2 thì chúng ta chỉ cần copy cái này ra. Copy cái chỗ này ra giúp thầy. Rồi. Chỗ này là tam giác 2. Tam giác 2. Vẽ tam giác 2 với độ cao h. Như vậy tam giác 2 mình sẽ for từ h và y còn lớn hơn hoặc bằng 1 y trừ trừ. Đó, y trừ trừ. Chỗ này mình sẽ tam giác 2 chấm phẩy ok tam giác 2 với độ cao đây, tam giác 2 đúng không, đó tam giác 2 của mình, tam giác 2 với độ cao là 4. Bây giờ cái phần mà tam giác 2 các bạn đã thấy ổn chưa, cái này là mình làm hôm trước rồi đúng không,
làm hôm trước rồi, bây giờ thầy tổng hợp lại thôi. Tổng hợp lại nó là down to, down là giảm, là y nó chạy từ cái độ cao lớn nhất trước. Là ví dụ mình vẽ 4 thì lúc đầu nó là y bằng 4 và chúng ta chạy từ 1 cho đến 4, vẽ ra, ghi ra 4 ngôi sao. Sau đó kết thúc và quay trở lại y bằng 3, vẽ 3 ngôi sao, kết thúc y bằng 2, y bằng 1 và chúng ta xong. Bây giờ cái mà bài toán của cái tam giác thứ ba, đây mới là bài toán khó. Bài toán khó. Như vậy thì chúng ta vẽ theo nguyên tắc của C là chúng ta vẽ từng dòng một. Dòng này chúng ta vẽ xong thì chúng ta mới qua dòng khác. Như vậy thì ở cái tam giác này chúng ta sẽ có vẽ thêm ra thì nó thực chất là hình chữ nhật nhé, hình chữ nhật. Vậy thì ở đây là gì? Ở đây là khoảng trắng. Thực ra nó là hình vuông đúng hơn. Đó, nó là hình vuông ha. Như vậy chiều cao của mình là 4 thì chỗ này nó cũng vẽ 4 tam giác. Như vậy thì nếu trong trường hợp này, thầy giả sử đây là một ngôi sao, thì dưới này nó sẽ vẽ là hai ngôi sao, dưới này nó sẽ vẽ là ba ngôi sao, dưới này nó sẽ vẽ là bốn ngôi sao. Vậy thì từ đây nè, từ đây trở ra đến đây, chỗ này nó vẽ cái gì chỗ này? Khoảng trắng. Đúng rồi, chính xác. Chỗ này là khoảng trắng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái dòng lệnh để chúng ta viết ra một khoảng trắng, hai khoảng trắng, ba khoảng trắng. Ở phía dưới này mấy khoảng trắng? Hai khoảng trắng. Hai khoảng trắng. Và dưới này một Một khoảng khoảng trắng. trắng. Và dưới này không có khoảng trắng nào. Vậy thì y, chúng ta có một cái biến y để xem là chúng ta vẽ bao nhiêu dòng, thì y nó chạy từ 1, 2, 3, 4 dòng. Đó là biến y của chúng ta, chạy từ 1 đến 4. Rồi, chúng ta sẽ có một cái biến để vẽ khoảng trắng. Chúng ta có một cái biến để vẽ khoảng trắng. Và cái biến để vẽ khoảng trắng này thì dùng biến g để vẽ khoảng trắng. Và cái biến để vẽ cái ngôi sao này nè, biến để vẽ ngôi sao này thì dùng biến k. Được chưa nè? Như vậy mình có ba biến để chạy trong cái vòng lặp này để vẽ. Quay trở lại, nếu y bằng 1, y bằng 1 thì lúc này g nó sẽ vẽ ba khoảng trắng. G nó sẽ vẽ ba khoảng trắng. Và k nó sẽ vẽ một Một. ngôi sao. Một ngôi sao. Nếu như y bằng 2 thì nó vẽ hai khoảng trắng và hai ngôi sao. Bằng 3 thì một khoảng trắng, Bằng một. ba ngôi sao. Bằng 4 thì chỗ này không khoảng trắng và bốn ngôi sao. Như vậy mình nhìn tổng quan lại, 3 cộng 1 là 4, 2 cộng 2 là Đây là 4, 4. 1 cộng 3 là 4 và 0 cộng 4 cũng bằng 4. Nghĩa là công việc của chúng ta vẫn là C 4 công cộng K việc. bằng 4. À, như vậy thì nếu như chỗ này là 1 thì chỗ này là 1, chỗ này là 2 thì chỗ này là 2, chỗ này là 3, chỗ này là 3, chỗ này là 4 thì chỗ này là 4. Thấy ổn không? Cứ dòng 1 là mình vẽ một ngôi sao, dòng 2 mình vẽ hai ngôi sao.
Vậy thì cái này ba khoảng trắng này làm sao để mình vẽ đây? Nếu dòng 1 có 3 khoảng trắng, vậy thì ba này đâu ra? Số 3 này đâu ra? Vậy vậy cái G này nè. Cái G này nè. Có phải là G nó sẽ bằng trừ cho y không? Giả sử h của mất mình là thầy 4. bị ghẻ thầy. Hả? Giả sử h của mình là 4 thì g chỗ này là 3 bằng 4 trừ 1. G là 2 bằng 4 trừ 2. G là 1 thì bằng 4 trừ 3. G bằng 0 tức là 4 trừ 4. Phân tích kịp chỗ này nhé. Bây giờ bắt đầu mình lập trình nè. Mình dùng ba biến nha. Ba biến. Cứ trong một vòng lặp y thì chúng ta có hai biến j và k chạy. Hiểu chỗ này không? Cứ trong mỗi y thì có j và k chạy. Rồi. Như vậy chúng ta có tam giác ba. Chỗ này là tam giác ba, tam giác ba y nó sẽ chạy từ một nhỏ hơn bằng h y cộng cộng. Rồi, trong một vòng lặp y chúng ta sẽ có hai vòng lặp cho j và k. For int j chạy từ mấy, vẽ mấy cái ngôi mấy khoảng trắng này, ba khoảng trắng là chạy từ một cho đến j nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Bằng gì nào? Hồi nãy thầy nói bằng gì? H trừ y, h trừ y chấm phẩy j cộng cộng. Rồi, nó sẽ làm cái gì? Cout khoảng trắng. Sau khi mà nó vẽ được các khoảng trắng xong, sau khi vẽ được các khoảng trắng xong, bắt đầu K mới chạy. Vẽ khoảng trắng xong hết rồi K mới chạy để vẽ ngôi sao. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có for int k bằng 1 chấm phẩy đến mấy nào? Y. Đúng rồi, cứ dòng 1 là vẽ một ngôi sao, dòng 2 vẽ hai ngôi sao, dòng 3 vẽ ba ngôi sao, tức là chạy đến y. Y k nhỏ hơn bằng y chấm phẩy k cộng cộng. K này nó sẽ là cout ra ngôi sao. Rồi sao nữa? Sau khi kết thúc, sau khi vẽ được khoảng trắng xong, vẽ được ngôi sao xong thì chỗ này chúng ta phải bye. xuống dòng, dòng chỗ này end line đó. Nhìn thì dài dòng nhưng mà chúng ta viết ra chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Chỗ này chúng ta gọi tam giác ba h thử xem thế nào. Chấm phẩy phía trước. Ok, chỗ này cũng thiếu chấm phẩy luôn. 4. Wow, tuyệt vời quá. Như vậy mình đã vẽ được tam giác số số 3. Bây giờ tương tự như vậy, tam giác số 4 chúng ta có thấy có dễ không? Nó đảo cái gì lại nào? Đảo C với K lại.
đảo Z với K lại. Ok, bây giờ thử nhé. Bây giờ tam giác 4. Tam giác 4. Rồi, nếu mà đảo Z với K lại cũng được. Bây giờ thầy thử nhé. Thử, chỗ này thầy cho H và Y lớn hơn bằng 1 và Y trừ trừ tam giác 4. Tí nữa các bạn giải thích cho thầy. Rồi, gì mà chạy luôn rồi. Tam giác 4. Nếu Y thì Y bằng 1, Y bằng H4, nó sẽ vẽ 4 khoảng trắng. 4 khoảng trắng. Cái dòng đầu tiên cái này ơi, Y lớn hơn bằng Y cái này. À, thiệt tình. Lớn hơn bằng 1. Nếu Y bằng 4 đi. Y bằng 4 thì R nó sẽ chạy từ 1 cho không. Hay không? Cực kỳ đơn giản, đúng không? Nếu tam giác thứ 4. Rồi, giải thích cho thầy coi nào. Nếu Y bằng H, tức là giả sử H của mình bằng 4 đi, mình đang test là bằng 4. Y bằng 4, J chạy từ 1 đến 4 trừ 4 là bằng 0. Mới vô một cái là thấy là J này là chạy từ 1 cho đến 0 là thấy vô lý rồi. Không vẽ được cái nào hết trơn. Thoát, bỏ. Cái vòng lặp này không lặp được. Tiếp tục. K chạy từ 1 cho đến Y, chạy từ 1 cho đến 4. Vẽ ra 4 ngôi sao. Ok. Y giảm xuống, Y còn bằng 3. J chạy từ 1 cho đến 4 trừ 3 là bằng 1. Như vậy J nó sẽ chạy từ 1 đến 1. Lúc này nó vẽ được một khoảng trắng. K nó chạy từ 1 cho đến Y, Y là 3, chạy từ 1 đến 3, vẽ được 3 ngôi sao. Được chưa nào? Như vậy, tương tự như vậy, nó lặp đi lặp lại. Và các tam giác của chúng ta đã được vẽ ra như thế này. 1, 2, 3, 4. Với độ cao là 5. Ổn không? Chỉ có vòng lặp for thôi. Dễ không các bạn? Rồi, bây giờ trong đề nó có thêm một cái yêu cầu là vẽ tam giác. Vẽ tam giác. Vẽ tam giác thứ 5. Vẽ tam giác. Vẽ tam giác thứ 5 theo cái dạng ở bên trong này rỗng, chỉ vẽ biên thôi. Chỉ vẽ biên. Ví dụ như chỗ này một ngôi sao thì xuống đây chỗ này là không có, chỗ này là khoảng trắng. Khoảng trắng. Rồi đây là một ngôi sao, hai ngôi sao. Thì xuống đây là một khoảng trắng, hai khoảng trắng, ba khoảng trắng. Một ngôi sao, hai ngôi sao. Và nó đóng lại bằng cách là 1, 2, đây chứ. Đóng lại bằng cách là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Như vậy cái hình của chúng ta nó sẽ được vẽ như thế. Vẽ như thế. Đó là tam giác rộng.
chỗ này nó sẽ là một khoảng trắng, 2 3 4 ha. Nghiên cứu vẽ thử xem tụi nó thế nào. Còn cơ bản là mục đích của cái bài ngôi sao này là để làm gì? Để các bạn quản lý được cái vòng for, và mình muốn làm cái gì thì mình viết cái for này theo ý của mình. Được chưa nào? Theo ý của mình. Bây giờ thầy sẽ viết menu. Chỗ này là nó vẽ 4 cái liên tục nè, không có menu gì hết. Bây giờ thầy sẽ viết menu cho các bạn nhé. Mình sẽ làm một cái vòng lặp while. While cái gì? While cái gì? Lặp do while đi. Do while tức là làm trước lặp sau. Làm trước rồi mới xét điều kiện sau là do while. Do cái gì? See out nhập độ cao h see in công việc 1 vẽ tam giác 1. Tam giác 1, công việc 1 của bạn tam giác 1. Cái này thực ra nó chỉ là ra câu thông báo. Chú ý nhìn cách làm menu nhé. Xuất ra câu thứ 2, xuất ra câu thứ 3, câu thứ 4, câu thứ 5. Câu thứ 2 vẽ tam giác 2, vẽ tam giác 3, vẽ tam giác 4, vẽ tam giác 3, vẽ tam giác 4. Và câu cuối cùng yêu cầu người ta chọn một công việc. Chọn một công việc. Rồi, xuất ra câu thông báo chọn một công việc. Đến khi chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái biến trả lời. Trả lời của chúng ta có không. Chúng ta dùng string đi. Trả lời string hay là char cũng được. Đến khi trả lời bằng không. Đó, nếu bằng không thì thoát, tức là hỏi tí nữa mình sẽ hỏi là bạn có tiếp tục không. See out có gì vậy? Rồi, ok. Chọn công việc. Như vậy lúc này mình sẽ yêu cầu người ta chọn công việc thì mình sẽ có một cái biến là công việc ở đây. Công việc chấm phẩy. See in công việc. Công việc chấm phẩy. Rồi.
mình sẽ dùng cái lệnh shift key để mình lựa chọn. Nếu công việc là một thì sẽ vẽ tam giác một. Nếu công việc là một, shift cái gì? Công việc, đúng không? Key một thì vẽ tam giác một. Hai tương tự như vậy, tam giác hai. Ba. Vẽ tam giác 3. Bốn. Vẽ tam giác 4. Rồi, xích khay. Vẽ tam giác 1, 2, 3, 4. Sau khi vẽ xong, xuống đây chúng ta hỏi bạn có tiếp tục không? Có tiếp tục không? Có không? Hỏi có tiếp tục không? Có, không. See in. Trả lời. Rồi, thử coi. Rồi, bây giờ nó chạy thì nó sẽ làm gì? Nhập độ cao. Khai báo biến trả lời để đấy. Do. Why. Kết thúc khi trả lời là không thì kết thúc. Còn có hay là cái gì cũng được, miễn là không phải là ca thì nó quay lại. Nó quay lại. Nó quay vẽ, nó vẽ cái này lên. Nhập độ cao bằng 5. Rồi, mình quên xuống dòng rồi. Xuống xuống dòng. End line. Rồi, vẽ tam giác 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình thử vẽ tam giác 2. Enter. Hàm vẽ tam giác 2 với độ cao là 4. Có tiếp tục không? Bây giờ nếu mình gõ bất kỳ cái gì, trừ khi mình gõ chữ K thì nó sẽ thoát. Còn không thì quay lại. Shift key. Vậy là chỗ này nó so sánh không đúng à. Nếu so lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại. À. Ok, chỗ này khắc ca. Khắc ca. Năm một tiếp tục không? Đó, ok. Rồi, như vậy đó là cách để mình làm menu. Các bạn xem lại cái cách để làm menu nhé, để sau này thầy có yêu cầu các bạn làm menu thì các bạn còn biết cách làm. Rồi, đây là đầy đủ chương trình của mình. Thầy sẽ lưu lại. Lưu lại. Và chúng ta có thể làm được gì?
tam giác. Vẽ tam giác. Về các lập trình căn bản thì một vẽ tam giác. Ok, có từng dòng đàng hoàng, rất tốt. Rồi, đẹp. Rồi, thử xem lại lập trình căn bản. File.